A80 sau 48 giờ sử dụng, Galaxy A80 là chiếc smartphone cận cao cấp mới nhất của dòng A. Chiếc điện thoại của Samsung này đã gây chú ý hồi tháng 4 tại sự kiện ra mắt ở Thái Lan, sẽ lên lên kệ ngày mùng 1 tháng 8 tới đây. Mặc dù vẫn sử dụng dạng camera pop-up như một vài hãng đã làm trước đây trên thị trường, nhưng Samsung đã mang đến một thiết kế hoàn toàn mới với cụm camera trượt và xoay 180 độ, tạo sự khác biệt so với các điện thoại khác. Cụm camera trượt xoay khiến Galaxy A80 trở thành chiếc smartphone đầu tiên của Samsung sở hữu màn hình tràn viền thực sự, không lỗ camera selfie. Samsung gọi thiết kế màn hình này là New Infinity Display. Galaxy A80 vẫn sử dụng tấm nền Super AMOLED, chất liệu quen thuộc của các smartphone Samsung với độ rộng 6.7 inch. Chiếc smartphone này theo trào lưu hoàn toàn tràn viền, không tai thỏ hay đục lỗ, tương tự như Oppo Reno, mặc dù các cạnh màn hình vẫn còn khá dày, chưa được mượt như Galaxy S10. Nhưng có lẽ thiết kế này lại hợp lý vì giúp người dùng tránh chạm vào màn hình cảm ứng khi xem phim, lướt web hoặc chơi game. Galaxy A80 được trang bị cụm camera bao gồm camera chính 48MP, camera phụ 8MP VA, một cảm biến ToF 3D, điều mới chỉ xuất hiện trên Galaxy S10 mới giới thiệu hồi tháng 2. Khi cụm camera này trượt lên, cơ chế sẽ phát ra tiếng mô tô nghe rất độc đáo. Tuy nhiên, cơ chế này lại khiến người dùng cảm thấy cụm camera hơi lỏng lẻo. Cảm biến 48MP còn được trang bị bộ lọc quad Bayer kết hợp các tinh chỉnh phần mềm, sự hỗ trợ của AI, Galaxy A80 mang đến sự ấn tượng về góc nhìn, chi tiết và màu sắc cho ảnh. Đương nhiên, cụm camera chính khi trượt và xoay trở thành camera trước. Điều này góp phần cho người dùng có được chất lượng hình ảnh, video quay bằng camera đồng đều trước sau như một. Bên cạnh đó, Galaxy A80 tối ưu hóa khung hình với khả năng tự nhận biết và cải thiện khung cảnh Thêm một điểm rất đáng giá ở camera của Galaxy A80 nữa đó là dù ở bất kỳ thời điểm nào, dù trời chuẩn bị chuyển mưa, máy vẫn cho ra hình ảnh đẹp với độ tương phản ở mức vừa đủ. Galaxy A80 được trang bị chip xử lý Snapdragon 730G chuyên cho việc chơi game và GPU Adreno 618. Máy được tích hợp RAM tới 8GB và bộ nhớ trong 128GB, mang lại hiệu năng rất tốt có thể chiến ngon hầu hết tất cả các tựa game đang có mặt trên thị trường. Theo điểm test hiệu năng từ AnTuTu cho thấy Snapdragon 730 có điểm hiệu suất cao hơn chip Snapdragon 710 và chip Snapdragon 730G lại có điểm hiệu năng cao hơn 730 tới 15%. Cụ thể điểm CPU của Snapdragon 730G đạt 86,915 điểm, trong khi điểm GPU của nó là 66,398 điểm. Điểm Antutu tổng thể của nó là 222,538 điểm. Và để biết rõ, thì điểm Antutu của iPhone X là 224,538 điểm. Pin của máy là 3700 mAh khá thấp thậm chí khi so với đàn em Galaxy A70, pin lên đến 4500 mAh, bù lại máy được tích hợp công nghệ tiết kiệm pin thông minh và hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh công suất 25W. Samsung cũng bỏ rác cắm tai nghe trên model cận cao cấp này của mình. Samsung Galaxy A80 đã chính thức được trình làng tại Việt Nam và ngay từ bây giờ người dùng đã có thể đặt hàng với mức giá 14 triệu 990 000 đồng. Với mức giá này, Samsung đưa Galaxy A80 vào phân khúc các smartphone cận cao cấp và với những gì được trang bị trên sản phẩm này thì đây là lựa chọn khá đáng đồng tiền